Các bạn thân mến, hôm nay tiếp theo cái chương trình dạy tiếng Trung cho người đi lao động nước ngoài và các cái bạn học để làm việc cho các cái doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc tại Việt Nam. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn các cái ngành nghề trong tiếng Trung. Thứ nhất đó là chèn chú sư, chúng ta đọc lại này, chèn chú sư, chữ chú sư là chúng ta đọc hơi cong lưỡi một chút nặng như chữ chờ của mình, chờ trụ của mình, đúng không? Chúng ta đọc lại này, chèn chú sư là kiến trúc sư, chữ chèn nó là đi thành thành bốn đi xuống thì chúng ta đọc hơi nhanh một chút nhé, chèn chú sư. Tiếp tục chúng ta có cái nghề nghề tiếp theo đó là thợ làm bánh, là men tẻ sư, men tẻ sư, chúng ta đọc lại nè, men tẻ sư. Đây là thanh bốn thì chúng ta đọc đi nhanh đi xuống, chữ tẻ này là thanh hai, chúng ta đọc đi lên xuống rồi lên, và chữ sư này là chúng ta đọc là thanh thanh ngang, thanh thứ nhất là đi ngang, đúng không? Thì chúng ta đọc lại nào, men tẻ sư. Tiếp tục chúng ta có nghề tiếp theo đó là nghề thợ lề, chúng ta đọc nhé, ní xuẩy chăng, có nghĩa là nghề thợ hồ, thợ lề, thợ xây, chúng ta đều có thể dùng được cái từ này, ní xuẩy chăng. Chăng ở đây có nghĩa là thợ, còn lý xuẩy có nghĩa là xi măng, đọc riêng của nó ra là xi măng, thì chúng ta ghép vào nó là thợ lè, thợ xây. Từ tiếp theo chúng ta có từ khoai chi, chúng ta đọc nhanh này, chữ này đọc là chữ khoai chi, có nghĩa là kế toán viên hoặc là nhân viên kế toán, chúng ta có thể dùng từ này khoai chi, và chúng ta cũng có thể nói là khoai chi yuan, yuan là nhân viên đấy, khoai chi yuan hoặc là khoai chi là kế toán, khoai chi yuan có nghĩa là nhân viên kế toán hoặc là người làm kế, ví dụ như ta có thể nói là tôi là kế toán thì là ủa sư khoai chi yuan hoặc là ủa sư khoai chi, tôi là kế toán hoặc là tôi làm kế toán viên. Tiếp tục chúng ta có nghề lì phà sư, lì ở đây chữ lì này đứng nó là thanh hai mà lại đứng trước cái chữ phả cũng là thanh hai thì chúng ta phải biến âm. Phần này là chúng ta đã học ở trong phần ngữ pháp, thì hai cái thanh hai đi với nhau thì thanh đầu tiên biến này thành thanh ba nha, chúng ta đọc lý phả, đấy nhá, là đọc nỉ phả thì nó rất khó đọc, thì chúng ta phải biến đổi âm, và cái thanh ba này chúng ta phải biến thành thanh hai đọc là lý phả sư, lý phả sư có nghĩa là thợ hớt tóc. Này, chúng ta đọc lại một lần nữa này, chèn chú sư miên tẻ sư ní xuẩy chăng, ní xuẩy chăng khoai chi, chúng ta đọc nhanh bởi vì nó có hai thanh bốn đi cùng với nhau, thì cái thanh thứ nhất chúng ta đọc hơi nhanh một chút, khoai chi. Tiếp tục lý phả sư, lý phả sư. Tiếp tục chúng ta có ngành nghề tiếp theo đó là làm doanh nhân, thì chúng ta có thể nói là chỉ业家, chỉ业家. Chúng ta đọc lại một lần nữa nào, chỉ业家,
Chi cha này có nghĩa là nhà hoặc là gia, âm Hán Việt là gia, có nghĩa là chỉ ra là cái người đấy hoặc cái nhà đấy người ta làm cái gì, thì có thể là dùng từ cha, nhà doanh nhân hoặc là người doanh nhân. Chỉ dê này có nghĩa là doanh nghiệp này. Nó đứng một mình nó thì chúng ta có thể nói là doanh nghiệp. Tiếp tục chúng ta có nghề tiếp theo. Tiếp tục chúng ta có nghề tiếp theo, đó là nghề lái xe, tài xế lái xe. Nghề tài xế lái xe nó là nghề tài xế xe buýt. Sư chi có nghĩa là tài xế hoặc là người lái xe. Cung treo có nghĩa là xe buýt, là cái xe công cộng ấy, người ta gọi là cung treo. Cung treo sư chi, cung treo sư chi. Chúng ta đọc lại này, cung treo sư chi. Tiếp tục chúng ta có nghề tiếp theo, đó là mù trang. Mù trang chúng ta đọc thành cái chữ đầu tiên đọc hơi nhanh một chút. Mù trang có nghĩa là thợ mộc. Tiếp tục chúng ta có nghề tiếp theo, đó là nghề thú ngân hoặc là nhân viên thú ngân, đọc là sâu yến duyến. Chúng ta đọc lại nào, sâu yến duyến. Ví dụ cô ấy là một nhân viên thu ngân, tha sư y cơ sâu yến duyến. Cô ấy hay là anh ấy là một thu ngân, là một người thu tiền. Tiếp tục chúng ta có từ chú sư. Chú sư có nghĩa là đầu bếp, anh ấy là một đầu bếp thì tha sư chú sư. Tha sư chú sư. Tiếp tục chúng ta có nghề tiếp theo, đó là công nhân xây dựng. Từ này, từ chan chú có nghĩa là kiến trúc, là âm Hán Việt có nghĩa là xây dựng. Kiến trúc mà là âm Hán Việt, còn xây dựng là tiếng Việt. Đó. Cung rấn có nghĩa là cái thợ hoặc là người người làm, người thợ xây, là người người làm cái nghề xây dựng. Chúng ta đọc lại này, chen chú cung rấn, chen chú cung rấn là công nhân xây dựng. Chúng ta đọc lại một lần nữa hết cái đoạn này nhé. Chỉ dê cha, chỉ dê cha, cung treo sư chi, cung treo sư chi, mù trang, mù trang, sâu yến duyến, sâu yến duyến,厨师，厨师，建筑工人，建筑工人。Là khi chúng ta giới thiệu ai hay là chúng ta tự giới thiệu bản thân thì chúng ta có thể ghép các cái ngành nghề này vào. Ví dụ, tôi là một doanh nhân. 我是一个企业家. Hoặc là tôi là một công nhân xây dựng. 我是一个建筑工人. Tôi là một đầu bếp. 我是一个厨师. Tôi là một nhân viên thu ngân. 我是一个收银员. Sâu yến duyến. Rồi chúng ta đọc lại nhé. 我是一个收银员. Tôi là một tài xế xe buýt. 我是一个公交司机. Tiếp tục chúng ta có từ nhân viên nhập dữ liệu, tức là trong cái một cái dây chuyền thì chúng ta có
dây chuyền sản xuất ấy, thì chúng ta thường có một cái nhân viên người ta nhập các cái dữ liệu sản xuất hoặc là trong một cái văn phòng thì cũng có cái nhân viên nhập tài liệu mà thì người ta gọi là nhân viên nhập dữ liệu, đọc là su chuy lu ru rấn rén. Chúng ta đọc lại này, su chuy lu ru rấn rén. Tiếp tục chúng ta có người giao hàng. Chúng ta đọc lại này, sâu hô rấn, xin lỗi, sung hô rấn. Sung hô ở đây có nghĩa là giao hàng hoặc là chuyển hàng, người ta cũng dùng từ này. Rấn là người hoặc là nhân viên. Chúng ta đọc lại nào, sung hô rấn hoặc là sung hô rén đều được cả, có nghĩa là người giao hàng. Ví dụ chúng ta có thể nói là tôi đi giao hàng nào, của sung hô của sung hô tôi giao hàng. Tiếp tục chúng ta có từ tiếp theo, đó là cái nghề này là nhà thiết kế, thì người ta đọc là设计师,设计师có nghĩa là thiết kế, sơ chi có nghĩa là thiết kế, sư có nghĩa là cái người có trình độ, như kiểu giáo sư, giảng sư rồi là cái gì đó người ta có học, công trình sư đấy, đó thì người ta cũng phải dùng từ này, là âm Hán Việt. Thế thì cái chữ sư này nó biểu hiện là người có hiểu biết, có được qua đào tạo, người ta có tên chữ sư, nhân nhân sĩ, thầy giáo, người ta dùng từ sư này. Tiếp tục chúng ta có từ tiếp theo là công nhân bến tàu, thì chúng ta đọc là mã thấu cung rấn. Mã thấu có nghĩa là bến tàu, bến cảng, là mã thấu. Cung rấn có nghĩa là người công nhân hoặc là người làm ở bến tàu. Tiếp tục chúng ta có từ y sân là bác sĩ, ví dụ anh ấy là bác sĩ thì tha sư y sân, anh ấy là một bác sĩ rất giỏi, tha sư hấn họ tờ y sân, anh ấy là một bác sĩ rất giỏi. Tiếp tục chúng ta có từ tiền cung, tiền cung là thợ điện. Chữ cung ở đây thì chúng ta có thể hiểu đó là người thợ hoặc người làm cái nghề điện, ví dụ sưởi tên chẳng hạn cũng xin lỗi, sưởi cung chẳng hạn thì người ta cũng gọi là thợ lướt. Ví dụ chúng ta có thể ghép vào là sưởi tên cung có nghĩa là thợ điện nước. Chúng ta đọc lại một lần nữa này, su chi lu ru rấn rén, su chi lu ru rấn rén, sung hô rấn, sung hô rấn,设计师，设计师，码头工人，码头工人，医生，医生。电工，电工。Tiếp tục chúng ta có nghề tiếp theo đó là kỹ sư. Kỹ sư thì người ta đọc như sau, là cung trưởng sư, là kỹ sư. Cung trưởng sư này chúng ta có thể dùng cho tất cả các ngành nghề, đều có thể dùng là từ cung trưởng sư. Tiếp tục chúng ta có từ công nhân nhà máy là chữ tạo dê, chữ tạo dê có nghĩa là cái nghề chế tạo. Thực ra cái từ này nó nghĩa là nghề, ngành nghề chế tạo. Chữ tạo dê là ngành nghề chế tạo, còn
công nhân nhà máy thì có thể nói là trừ trào cung. Rồi, chúng ta cần cho chữ cung vào đây, bỏ chữ dê đi. Đây cái này họ cái này là tôi đánh sai. Tiếp tục ta có từ thợ cơ khí. Thợ cơ khí thì chúng ta cũng rất hay gặp, bởi vì là đa số các bạn làm ở trong công xưởng thì đều là các cái người thợ liên quan đến sắt thép, công xưởng, hàn xì, rồi thợ làm sắt, đều có thể dùng cái từ thợ cơ khí. Và cái từ thợ cơ khí này nó rất phổ biến. Nhờ, chúng ta đọc này, chi xie sư, chi xie sư, chứ chi xie có nghĩa là cơ giới, máy móc. Chỗ này chúng ta có thể dịch là thợ cơ khí, chi xie sư. Tiếp tục chúng ta sang từ tiếp theo, đó là cái nghề nghề của anh ta là nghề giám sát, đúng không? Thì chúng ta đọc là chen khung. Chen khung đây có thể là vừa là danh từ vừa là động từ. Thường thì ví dụ nhân viên giám sát thì người ta thêm chữ yuan vào đây, ví dụ chen khung yuan có nghĩa là nhân viên giám sát. Chen khung có nghĩa là giám sát. Tiếp tục chúng ta có từ tiếp theo, đó là đại diện mà bộ phận dịch vụ khách hàng. Ở đây thì từ này nó hơi dài nên cho chúng ta phải đọc một cách chậm rãi để chúng ta nhớ từ và chúng ta nghe đi nghe lại nhé. Tiếp tục chúng ta đọc đại biểu khách hàng phục vụ bộ, có nghĩa là cái bộ phận là dịch vụ chăm sóc khách hàng, bộ phận hoặc là đại diện cho cái bộ phận chăm sóc khách hàng. Nếu mà chúng ta chia nhỏ ra từng từ thì có những cái từ sau, chữ tai bẻo có nghĩa là đại diện, đại biểu, khưa khu nghĩa là khách, phú u là dịch vụ, phụ có nghĩa là nơi, là bộ phận, là đơn vị. Phú u doán có nghĩa là nhân viên phục vụ hay nhân viên dịch vụ. Khưa khu có nghĩa là khách hàng. Tai bẻo có nghĩa là thay mặt. Ở đây chúng ta, một là chúng ta có thể dùng là đại biểu hoặc là thay mặt hoặc là làm thay ai đó, người ta cũng có thể dùng từ tai bẻo. Ví dụ tôi là một người thay mặt của sự tai bẻo rấn, tôi là một người nhân viên thay mặt tai bẻo rấn rén. Chúng ta cũng có thể dùng từ tai bẻo này. Rồi, chúng ta đọc lại một lần nữa nào, tai bẻo khờ hụ phú u bu, tai bẻo khờ hụ phú u bu. Tiếp theo chúng ta có chức danh giám đốc, đọc là chinh lý. Chinh lý, ví dụ anh ấy là giám đốc thì chúng ta có thể nói là tha sư chinh lý, tha sư chinh lý, anh ấy là một giám đốc rất tốt chẳng hạn. Tha sư y cơ hấn hảo chỉnh lý. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa nhé. Cung chứng sư, cung chứng sư, chữ trào dê, chữ trào dê, chi xe sư, chi xe sư, chen khung, chen khung, đại biểu khách hàng phục vụ bộ,
đại biểu khách hàng phục vụ bộ Chinh lý. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn video clip tiếp theo. Các bạn muốn học tiếp thì xin đăng ký ở phần bên phải bên dưới màn hình và để được nhận các cái video clip mà tôi ra tiếp theo. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn.